chùa Ba Vàng khẩu chiến Thượng tọa Thích Nhật Từ, thời mặt Pháp Sư làm kinh tế. Hoan hỷ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo được luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Kính chào quý khán giả của Phú Quý Tài Lộc. Trong thời gian gần đây, chùa Ba Vàng đã trở thành đề tài nóng bỏng trong dư luận sau chuỗi vụ bê bối liên quan đến ngôi chùa này nói chung và vị trụ trì Thích Trúc Thái Minh nói riêng. Các vấn đề từ việc phát hiện xá lợi tóc được cho là của Đức Phật đến những hành vi thỉnh vong giải nghiệp và việc định giá trị tâm linh đã gây ra sự phẫn nộ và bức xúc trong cộng đồng. Nhiều người đang đặt ra câu hỏi, liệu chúng ta có đang chứng kiến thời kỳ mạt Pháp khi mà những người thực sự tu hành chân chính dường như đang trở nên khan hiếm? Trong khi đó, số lượng các bậc giả tu lại ngày càng nhiều. Hiện tượng này càng được thể hiện rõ nét qua việc một số nhà sư không chỉ tập trung vào việc tu hành mà truyền bá giáo lý Phật Pháp mà còn tham gia vào các hoạt động kinh tế, thu lợi nhuận từ người dân một cách không kín đáo. Mối quan ngại này không chỉ phản ánh sự thất vọng và bất bình của cộng đồng đối với những hành vi này, mà còn đặt ra một dấu hỏi lớn về tương lai và sự trong sạch của Đạo Phật trong thời đại hiện nay. Theo đó, dư luận không khỏi xôn xao về đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, ghi lại cảnh cúng dường diễn ra tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, dịp đại lễ Vu Lan vừa qua. Trong video, rõ ràng có thể thấy hàng ngàn người dân xếp hàng hai bên đường, quỳ lạy, rạp xuống đất khi đoàn chư tăng do Đại Đức Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu đi qua để khất thực cúng dường nhiều vật phẩm, từ hoa, bánh kẹo, hương, nhang cho đến cả tiền bạc. Đáng chú ý, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cùng các chư tăng trong đoàn đã lần lượt thu nhận tiền hoa từ tay người dân một cách tự nhiên. Đoạn clip này khi được chùa Ba Vàng đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng tại Việt Nam với nhiều bình luận và ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ quan điểm rằng hình thức cúng dường của chùa Ba Vàng không phản ánh đúng tinh thần của Phật giáo, mang tính phô trương mực và bị vật chất hóa. Mặc dù không phản đối việc cúng dường, góp công đức qua việc dâng trà, bánh, hương hoa, vật phẩm cúng bái, vật pháp và chư tăng. Nhưng nhiều người cho rằng việc này nên được thực hiện một cách trang nghiêm và kín đáo hơn, thay vì cách tiếp cận ồn ào và gây tai tiếng như chùa Ba Vàng dưới sự dẫn dắt của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Các ý kiến này được phản ánh qua những bình luận của người dùng Facebook dưới video clip. Sau sự việc gây xôn xao liên quan đến cúng dường tại chùa Ba Vàng, Thượng tọa Thích Nhật Từ với vai trò là Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban Phật giáo quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chủ trì chùa Giác Ngộ đã lên tiếng đánh giá về việc cúng dường của chùa Ba Vàng là không phù hợp và cần tránh lặp lại những hiện tượng tương tự trong tương lai. Đức Phật, tăng đoàn không tiếp nhận tiền tài, hoa trong quá trình khất thực mà chủ yếu là để gieo duyên qua việc cúng dường thức ăn. Sau khi nhận thức ăn, tăng đoàn có thể sẽ bày tỏ lòng biết ơn qua việc chia sẻ các bài pháp ngắn. Thượng tọa cũng nhấn mạnh rằng để tránh những hành vi không phù hợp trong nghi lễ cúng dường, mọi người nên tuân theo quy định của Đức Phật. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa sự ngộ nhận mà còn tránh làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Phật giáo. Ông khẳng định rằng việc thực hiện đúng các nghi lễ là quan trọng. Việc làm sai, dù được giải thích dưới bất kỳ hình thức nào, cũng khó được chấp nhận. Trong bối cảnh tranh luận sôi nổi, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh với sự theo dõi của hơn 1,6 triệu người trên trang Facebook cá nhân đã đưa ra tuyên bố phản hồi đối với Thượng tọa Thích Nhật Từ, kêu gọi ông cần nhìn lại bản thân trước khi đưa ra phê phán về chùa Ba Vàng. Cùng với đó, trang Facebook của chùa Ba Vàng cũng đăng tải nội dung tương tự, nhấn mạnh tới việc trong đại lễ Vu Lan báo hiếu và cầu siêu phả độ gia tiên diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022, tức mùng 10 tháng 7 âm lịch năm 2022. Chư tăng của chùa Ba Vàng đã thực hiện khất thực trong khuôn viên của chùa, thọ nhận sự cúng dường hoa và vật phẩm thực từ các Phật tử. Họ cũng giải thích rằng do một số Phật tử không chuẩn bị được hoa và vật phẩm thực nên đã phát tâm dâng cúng tịnh tài, tiền cho chư tăng. Đoạn thông báo của chùa Ba Vàng đề cập nhật rằng
sau khi nhận được sự phê phán từ Thượng tọa Thích Nhật Từ về cách thức cúng dường không phù hợp của chùa Ba Vàng được lan truyền trên mạng. Chùa Ba Vàng khẳng định việc chưa tăng khất thực và thọ nhận tiền cúng dường của Phật tử để nuôi dưỡng thân mạng, hỗ trợ Phật Pháp và đóng góp vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội là đúng theo pháp lý và phù hợp với sinh hoạt Phật giáo. Chùa Ba Vàng nhấn mạnh quan điểm của mình rằng họ tuân thủ đúng pháp luật và truyền thống Phật giáo trong việc thực hiện các nghi lễ cúng dường, đồng thời bày tỏ sự không đồng tình trước những phê phán được cho là không căn cứ và thiếu hiểu biết về hoàn cảnh cụ thể tại chùa. Trong bối cảnh hiện nay, cả trong và ngoài nước, một bài viết về lễ khất thực của chư tăng trên đường phố tại cố đô Luang Prabang của Lào liên quan đến chùa Giác Ngộ và có hình ảnh Thượng tọa Thích Nhật Từ bên cạnh các nhà sư khất thực đã trở nên nổi bật. Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trước khi đưa ra phê phán chùa Ba Vàng, đã tổ chức lễ khất thực cho chư tăng trên đường phố của cố đô Luang Prabang tại Lào, nơi chư tăng nhận tiền cúng dường từ hàng trăm Phật tử đến từ các quốc gia như Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc. Thượng tọa Thích Nhật Từ đã bảo vệ việc làm này như một truyền thống văn hóa quý giá từ thời Đức Phật, nhấn mạnh sự không phân biệt, không chê bai và chấp nhận mọi sự dâng cúng. Đáng chú ý, vào ngày 24 tháng 7 năm 2019, trang Facebook của chùa Giác Ngộ cũng đăng bài viết giải thích về lễ khất thực, khẳng định rằng do đặc điểm của đời sống hiện đại khác biệt so với quá khứ, việc cúng dường hiện nay bao gồm thực phẩm và một ít tiền mặt để chư tăng ni có thể mua sắm những vật dụng cần thiết. Mặt khác, chùa Ba Vàng đã đặt câu hỏi về sự thất thường trong quan điểm của Thượng tọa Thích Nhật Từ và phản ánh về truyền thống khất thực tùy thí, đắc thọ của Phật giáo. Điều này dẫn đến một sự đấu tố công khai giữa hai nhà sư đều là người đứng đầu của hai ngôi chùa lớn trên mạng xã hội, một hình ảnh khá xa lạ so với những giá trị truyền thống mà Phật giáo vẫn được biết đến, sự giản đơn, tự tại và xa lánh mọi dục vọng thế tục. Sự việc này khiến cộng đồng xã hội và người tu hành phản kháng. Có vẻ như trong một xã hội ngày càng thoáng mở, người tu hành không chỉ công khai tham gia vào hoạt động kinh tế mà còn tự do phát ngôn, chỉ trích lẫn nhau mà không mấy quan tâm đến ảnh hưởng tới hình ảnh của Phật giáo. Điều này gợi mở một câu hỏi lớn về cách thức ứng xử và giữ gìn giáo lý trong thời đại mới. Quý vị độc giả, quan điểm của bạn về vấn đề này ra sao? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình dưới phần bình luận để cùng thảo luận và hiểu biết thêm về vấn đề này nhé. Quý vị thân mến, phú quý tài lộc xin có một vài nhận định như sau. Cuộc khẩu chiến giữa Thượng tọa Thích Nhật Từ và Đại đức Thích Trúc Thái Minh đôi khi được ví như Avenger Endgame của chùa Ba Vàng đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Vụ việc này không chỉ là một tranh luận giữa hai nhà sư có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Phật giáo tại Việt Nam, mà còn phản ánh những vấn đề sâu xa hơn về cách thực hành và hiểu biết đạo Phật trong xã hội hiện đại. Thượng tọa Thích Nhật Từ đã chỉ trích hoạt động cúng dường tại chùa Ba Vàng, nhấn mạnh rằng việc tiếp nhận tiền mặt trong quá trình khất thực không phù hợp với quy định của Đức Phật. Phản ứng lại, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã kêu gọi Thượng tọa Thích Nhật Từ xem xét lại bản thân mình, đồng thời cung cấp bằng chứng về những lần Thượng tọa tổ chức khất thực nhận tiền từ Phật tử ở cả trong và ngoài nước. Cuộc tranh luận này không chỉ giới hạn ở việc ai đúng ai sai, mà còn mở ra một câu hỏi lớn về việc làm thế nào để thực hành đạo Phật một cách chính xác và phù hợp trong thời đại hiện đại. Việc này cũng đặt ra vấn đề về sự đồng nhất trong hành động và lời nói của các nhà lãnh đạo tinh thần, cũng như sự cần thiết trong việc giáo dục cộng đồng về những giáo lý cơ bản của Phật giáo. Vụ việc cũng nhấn mạnh đến một vấn đề lớn hơn trong xã hội, sự thiếu hiểu biết và nắm bắt sai lệch về tôn giáo và tâm linh dẫn đến hành động mê tín dị đoan. Điều này không chỉ làm hại đến hình ảnh của Phật giáo mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân. Kết luận, không có một câu trả lời đơn giản về việc ai đúng, ai sai trong cuộc khẩu chiến này. Điều quan trọng hơn là cần nhìn nhận và giải quyết những vấn đề cốt lõi mà cuộc tranh luận này đề cập, đồng thời nâng cao sự hiểu biết và thực hành đúng đắn đạo Phật trong cộng đồng, đảm bảo rằng nó phản ánh đúng tinh thần và giáo lý của Đức Phật. Sự việc tưởng chừng như đã dừng lại ở đó một thời gian sau, bà Phạm Tị Yến, người thường xuyên xuất hiện trên các trang thông tin của chùa Ba Vàng, với hình ảnh sao giảng đạo lý không có cơ sở căn cứ,
và ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thích Nhật Từ, đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Chỉ vài tháng sau khi mọi người nghĩ rằng vụ việc đã kết thúc, bà Yến đã đâm đơn kiện ông Thảo vì những phát ngôn bịa đặt trên mạng xã hội, cáo buộc ông phát ngôn không chính xác về việc thỉnh phong và cúng oan gia trái chủ tại Quảng Ninh. Theo đơn kiện, ông Thảo đã sử dụng hai kênh YouTube để đăng tải các thông tin khẳng định bà Yến bị Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh phạt 5 triệu đồng vì hành vi truyền bá mê tín dị đoan qua tà pháp thỉnh oan gia trái chủ. Tuy nhiên, đại diện nguyên đơn bà Yến cho rằng việc ông Thảo phát ngôn các thông tin này là hoàn toàn bịa đặt. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử đã bác yêu cầu của bà Yến, khẳng định việc bà bị xử phạt hành chính là có thật, nhưng thừa nhận ông Thảo phát ngôn không chính xác. Sau đó, bà Yến tiếp tục khởi kiện và trong quá trình xác minh, quyết định xử phạt đã được Ủy ban dân phường Quang Trung thu hồi. Luật sư của bà Yến đã chỉ trích việc ông Thảo đã trốn tránh trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh rằng ông là một người tu hành với chức vụ, không chỉ là công dân bình thường. Tuy nhiên, cuối cùng, vì nguyên đơn đã rút đơn kiện, phiên tòa đã quyết định hủy bỏ án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ việc. Dù vụ việc đã kết thúc, nó đã để lại nhiều hoang mang trong cộng đồng Phật tử về cách thức cúng dường và khất thực đúng đắn. Nhiều người cũng băn khoăn liệu các vấn đề tương tự có tiếp tục xảy ra hay không và liệu các sư thầy có thể thực hiện việc làm kinh tế một cách minh bạch hay không. Đây vẫn là những câu hỏi mở, chờ đợi câu trả lời trong tương lai. Quý vị thân mến, Phú Quý Tài Lộc đã nhận được rất nhiều câu hỏi và ý kiến khác nhau gửi về ban biên tập chương trình thông qua sự việc này. Theo họ, mức kỷ luật này nhẹ hều, giờ cao đánh khẽ, gọi là kỷ luật để xoa dịu dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi đầy nghi ngại, ai, thế lực nào đang bảo kê cho chùa Ba Vàng? Một số vị đề nghị cần tần suất, cách chức chủ trì ngay sư Thái Minh và chính quyền cần phải ra tay. Thế nhưng quý vị ạ, điều này quả thực không đáng quan tâm, bởi cái gốc của sự việc chính là đạo đức giữa con người với nhau. Điều đáng lên án là đạo đức của người tu hành đang bị mai một. Phải chăng đây là thời mạt pháp như sự ngôn của Đức Phật hơn 2.500 năm về trước? Phú Quý Tài Lộc vẫn luôn trăn trở và mong ngóng một vị chân tu đức cao, đạo trọng, được giới Phật tử và dân chúng cả nước tôn kính, tin yêu. Nói về những lùm xùm của sư Thái Minh và chùa Ba Vàng, Ngài sẽ phân tích, giảng giải cho chúng ta những gì mà sư Thái Minh làm là đúng hay không đúng với chánh pháp, với giáo lý của Đức Thế Tôn, để giới Phật tử hiểu đúng, để giữ vững niềm tin vào Tam Bảo, niềm tin vào Trung ương Giáo hội. Để chúng ta không bị u mê bởi dư luận, cũng không bị truyền thông dắt mũi. Thế nhưng cho đến nay, sự việc đã diễn ra gần nửa năm, nhưng cũng chưa có một bậc chân tu nào xuất hiện và định hướng cho chúng ta để hiểu, tin và yêu Phật Pháp hơn. Gần đây, có một khán giả của Phú Quý Tài Lộc đã gửi đến ban biên tập chương trình lá thư của một vị hòa thượng đã đăng bài viết này trên báo Giác Ngộ, cơ quan ngôn luận của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết được đăng tải ngay sau vụ chỉ bình khất thực đầy tai tiếng, làm dậy sóng dư luận của sư Thái Minh. Phú Quý Tài Lộc xin được chia sẻ nguyên văn lá thư để khán giả có thêm góc nhìn. Ân tình đồng đạo. Hôm qua, tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ về một số tin nhắn, đặc biệt là bình luận của chị Bùi Thị Thùy Linh về thầy Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng. Hàng chục năm trước, khi còn làm việc trong Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội, tôi may mắn được cùng đi chung với Hòa Thượng Thích Thanh Quyết ghé thăm chùa Ba Vàng khi đang xây chính điện, nhân dịp đi khảo sát văn hóa tại một số tỉnh Tây Bắc. Xét về tuổi đời, tôi kém thầy Thích Trúc Thái Minh vài tuổi, nhưng xét về tuổi đạo, tôi thọ giới lớn khi thầy còn chưa đi xuất gia. Tôi không ít lần tán thán về việc làm của thầy và ngôi chùa ở vùng phên sậu của Tổ quốc, đặc biệt khóa tu cho nhiều giới, nhiều tầng lớp hay các lễ hội lớn của Phật giáo. Thầy làm truyền thông sự kiện rất tốt, nếu không muốn nói là đứng đầu trong giới Phật giáo hiện nay. Nhưng bát cơm trắng không phải lúc nào cũng không có sẵn. Làm truyền thông cũng như con dao hay lưỡi, nguyên thủ quốc gia, chính khách, chức sắc, giáo chủ tôn giáo còn không tránh khỏi những lúc lỡ lời gây ra tranh luận thị phi. Thế thì việc bát cơm trắng có sẵn chỉ cần tự mình nhìn thấy, ai chỉ cho mình nhìn thấy thì nhặt ra và dùng tiếp, không việc gì phải đổ bỏ bát cơm ấy đi. Điều chỉnh chính là giữ cho mình cách sống thăng bằng hơn vậy. Xưa nay, làm việc đạo gian nan khó khổ, giống như làm dâu trăm họ,
không bao giờ vừa lòng hết mọi người được. Vì thế, việc có ai hiểu sai, hiểu lầm, thậm chí dựng chuyện, vu oan, đàn áp, cũng nào phải Phật giáo thời này hay cá nhân một vị thầy nào phải trải qua. Còn nếu mình làm sai thật, thì người có trí tự biết nhận ra, không phải thanh minh, biện bạch, thời gian sẽ có câu trả lời. Có những việc mình làm đúng với truyền thống, nhưng sai với thời cuộc, với căn cơ xã hội, thì cũng khó ai tiếp nhận được. Khế lý, khế cơ, khế thời, định lượng, đính tính trong không gian ngôi chùa nó khác, nhưng ra môi trường truyền thông xã hội nó khác. Chùa Ba Vàng từng xảy ra khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng trong vụ việc thỉnh oan gia trái chủ, nên đương nhiên, chăm mắt vẫn nhìn vào. Và họ vẫn nhìn vào một điểm mà tôi cho rằng trí tử trong đạo, đó là tiền và đời sống lộng lẫy xa hoa của chư tăng. Họ nhìn vào đó, lẽ ra là cơ hội cho chùa Ba Vàng sửa sai. Vì chỉ khi tín đồ, họ không còn thấy phải nộp tiền cho đủ mọi thứ nghi thức gây tranh cãi, thì Ba Vàng sẽ thay đổi, giống như đã nhặt được hạt sạn ra khỏi bát cơm vậy. Tôi phải để chữ nộp tiền này trong ngoặc kép, vì tôi nhận ra nó có nhiều đường vòng để đến đích. Chỉ một câu nói thôi, mọi sự sẽ khác, càng nghèo càng phải cúng dường mới hết nghèo. Nếu thay chữ cúng dường bằng chữ bố thí, chẳng hề giảm nghĩa, mà cho thấy vị thầy hướng đến chúng sinh xã hội. Nhưng chữ cúng dường thì phải biết rằng nó dành cho đối tượng nào. Xin đừng trích kinh để biện dẫn, vì tùy thí thọ nhận là đo tâm thành, đo tịnh vật có sạch hay không của chúng sinh mà thọ, chứ không nên hiểu cúng gì cũng được nhận. Có vị thí chủ vừa cúng cho ông thầy mâm tiền, cái xe hơi, ngôi chùa to, ít tháng sau vào tù vì tham nhũng. Mồ hôi nước mắt của dân ở đó chứ đâu, nhận xong vui vẻ gì mà không kinh hãi. Huống chi một câu nói, trong cái thời nhiều vị tăng là phú tăng, thì dù đúng kinh Phật cũng gây oan cho Phật. Đó gọi là lạm dụng vào chữ phước, lạm dụng từ công đức để thu lợi, làm đẩy túi tham của mình. Cũng xin đừng lấy những hình ảnh ở các nước Nam truyền về việc cúng tiền vào bát mà biện hộ cho việc làm sai của mình. Học theo cách sai của người là u tối. Học Phật và học truyền thống Phật Việt, coi sanh lợi, tiền tài như đôi xếp sách mới đáng học vậy. Tu theo hạnh Đầu Đà thì bỏ chùa đi cất thực thôi. Không giữ tiền, không quản lý tiền, không gần tiền, không can sự vào tiền, không dùng tiền để đi đâu kể cả làm từ thiện. Vì hạnh ấy, chỉ cần độ hóa người khác, hãy biết dùng tiền đúng cách để làm lợi cho đạo, cho đời là đủ. Còn không, xin cứ là một vị tăng bình thường theo đúng dịch chuyển của xã hội hiện đại. Đừng lạm dụng từ hạnh Đầu Đà mà làm trái. Nếu hạnh Đầu Đà chỉ là ăn một bữa, đi chân đất thì thiếu gì người làm được. Đặc biệt, hạnh Đầu Đà thì không cần tham dự bất cứ chức vụ nào làm gì cả. Ngài Thích Tiến Đạt từ bỏ hết chức vụ giáo hội, về sống giữ luật cũng chẳng cần một danh xưng phù phiếm nào. Trong luật có câu dẫn đoàn hướng kỳ, thu lỗi về mình. Đôi khi không có lỗi còn đứng ra nhận lỗi để người khác được an. Huống gì có lỗi mà không chịu nhận lỗi. Tôi không nói chư tăng thời hiện đại không được nhận tiền lo cho các việc Phật sự, nhưng cách cho cách nhận hơn cả của cho. Khi nhận tịnh tài, Phật tử để đó, chư tăng ngồi hoặc đứng chắp tay, nếu nhận thì chạm nhẹ tay vào tịnh tài, tịnh vật, coi như sự thành. Nếu không chạm tay, coi như chưa nhận. Bản thân tôi, khi không muốn nhận tiền của ai, tiền đó tôi không chạm vào. Khi họ ra về, tôi sử dụng vào việc từ thiện. Đó là trực cảm của riêng tôi thôi. Còn việc đi trì bình khất thực nhận tiền mà như hái lộc thì có phản cảm không? Tuy nhiên, điều tôi đáng ngại nhất là cách giáo dục Phật tử chùa Ba Vàng. Và điều thắc mắc lâu nay của tôi về chùa Ba Vàng đã thành sự thật. Tôi từng có thời gian dài làm báo, cũng gọi là có chút chuyên môn. Tôi định làm một phóng sự điều tra, vì tôi được biết có những nơi đạo tràng của chùa Ba Vàng ở Nghệ An truyền tin nhau rằng đã theo chùa Ba Vàng và thầy Thích Trúc Thái Minh thì không được đi chùa khác, thầy khác. Từ nghi thức thờ cúng, cách giải oan gia nghiệp chướng, chữa bệnh, cách đóng tiền cúng dường, lời khấn, đều theo khuôn mẫu sẵn và phải làm theo như vậy mới giải được nghiệp bệnh. Tôi đang muốn nhắn hỏi trực tiếp thầy Thích Trúc Thái Minh xem có phải như vậy không? Có phải chủ trương của thầy không? Hay ai đó đang lợi dụng làm trái đạo? Vì những chuyện khác tôi không nói khi tôi chưa điều tra rõ. Bởi có cô Phật tử tôi quen biết đang thực hành cúng thí
và lễ nghi giải nghiệp gì đó, vào Sài Gòn chơi mà sợ không dám đi chùa và gặp quý thầy khác. Tôi cứ thắc mắc, nếu có đủ oai đức thần thông thì thuyết phục bọn ma quỷ xóa nợ cho họ lành bệnh lại, chứ ai lại bảo người đang sống đi trả nợ âm bằng tiền dương, một cục nợ mà họ không hề hay biết. Mà nợ được chuyển qua hình thức cúng dường cho một hội nhóm đạo tràng thì đáng ngờ quá. Chả lẽ bọn ma ấy hoan hỉ tha cho hết bệnh nào đó, đến khi mắc bệnh khác thì có bọn ma khác làm lại trả nữa, trả cho đến lúc cũng lăn đùng ra bệnh chết hay sao? Tại sao không dạy họ cúng dường bằng cách thấy về vô thường như Đức Phật đã dạy để sống an vui hơn? Chuyện Phật tử không nên đi chùa khác, không theo thầy khác thì tôi thấy quá lạ. Tôi từng nói với một số Phật tử hay thầy Thái Minh đang muốn làm giáo chủ, chẳng phải đây là hiện tượng ngoại đạo ngay trong lòng đạo Phật hay sao? Đức Tăng như biển, Đức Phật từng nói, các ông không nên xem thường một sa di nhỏ tuổi vì sau này cũng có thể trở thành bậc trưởng thượng, chứng thánh quả. Các bậc tu hành, các vị Bồ Tát đại gia duy trì mạng mạch Phật giáo hoặc dấn thân hoặc ẩn danh còn hiện diện đó, sao có thể mạn tăng khinh suất xem thường được? Đem nhân xem thường đi sẽ lấy lại quả bị xem thường. Văn và chất không đi với nhau thì không bao giờ lè bịp được thiên hạ. Cho đến hôm qua, trong một status của tôi, báo Giác Ngộ có đăng lại, tôi dùng lời lẽ chừng mực nói lên những hiện tượng tái hiện chỉ bình khất thực, nhưng nhận tiền lại gây phản cảm ở một số nơi. Và tôi đã bị truyền tấn công bởi những người tự nhận đang theo chùa Ba Vàng với những lời lẽ trù quả báo, khiếm nhã. Một số bạn bè vào nhắn tin nói tôi chỉnh lại chế độ bạn bè, chặn hoặc ngăn bình luận vì họ cuồng thầy quá rồi, không nghe nổi góp ý đâu. Nhưng tôi lại muốn họ vào bình luận càng nhiều càng tốt, vì có như vậy mới cho tôi một lời xác tín. Vào cửa quan, muốn biết quan tốt hay không thì xem hành vi của những người gác cửa. Phật tử được giáo dục thế nào thì sẽ cho xa lời ăn tiếng nói như vậy. Thật run rủi cho tôi, cái gì đến sẽ tự tìm đến. Trong một bình luận mà một bạn thắc mắc như một số điều tôi đã thắc mắc, có người đã vào xác nhận ngay. Tôi xin trích. Còn câu theo thầy và chùa Ba Vàng thì không được theo thầy và chùa khác, nó không đúng lắm đâu nhé. Đạo Phật là luôn bình đẳng, chư Tăng cũng vậy, theo ai tin ai là quyền của mỗi người. Nhưng chư Tăng chùa Ba Vàng là những con người bậc chân tu thực sự, một lòng cầu đạo vì lợi ích an vui cho chúng sinh. Và chúng tôi thấy, theo chùa Ba Vàng chúng tôi được nhiều lợi ích thì chúng tôi còn theo chùa và thầy khác làm gì? Hơn nữa, bạn nên biết bây giờ người xuất gia nhiều nhưng người thật sự tu tập được mấy ai hả bạn? Nếu một người ngoại đạo nói ra tôi cũng xem như bình thường, nhưng một Phật tử đề cao thầy mình mà mạn tăng như vậy, thầy Thích Trúc Thái Minh có nên nhìn nhận lại cách giáo dục và hành đạo của mình hay không? Hãy cho tôi tin rằng một vài hình ảnh lời nói kia chỉ là cá biệt, không phải chủ trương đường lối tu hành của thầy Thích Trúc Thái Minh. A-di-đà Phật. Quý vị thân mến, vụ việc giữa chùa Ba Vàng và Thượng tọa Thích Nhật Từ không chỉ là một sự kiện cá biệt, mà còn là dịp để cộng đồng Phật tử và những người tu hành tự soi xét, phản tỉnh về cách thức mình thực hành và truyền bá giáo lý. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cả cộng đồng cùng nhau tìm kiếm một con đường giáo lý thuần khiết, phù hợp với tinh thần từ bi và hòa bình mà Đức Phật đã từng giảng dạy. Và đến đây thì nội dung của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.